Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 đô la tóc cần có ký hiệu là STT nè các bạn. Thì chương trình để góp này nó chỉ random cho 8.000 winner thôi các bạn. Thì đây là một kèo random không có tiền ghép các bạn. Không cần ghép bọng gì chứ. Thì để tham gia với hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Sau đó thì các bạn cái dòng này nó kêu enter address địa chỉ với Terra Wallet nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ trên dí coi 98 nha các bạn mở địa chỉ dí coi 98, các bạn tạo địa dí multi nhiều chuỗi nha các bạn trên coi 98 này. Rồi sau đó thì nó kêu mình cài mã pin qua rồi thì các bạn lướt xuống nè các bạn tìm địa chỉ dí Terra của mình nha các bạn lướt xuống nè. Khi tạo dí các bạn nhớ tạo dí như đa chuỗi các bạn, là nhiều chuỗi. Rồi Luna đó các bạn, là Tiga nè. Rồi các bạn bấm nhận nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Hoặc rồi các bạn bấm enter nè, hoặc các bạn nào có xài địa chỉ trên ví Mac Wallet cũng nó cũng có hỗ trợ mạng Tiga nữa nè các bạn. Khi vào thì bạn nhấp vào ba chữ cùng nữa các bạn, thì các bạn lựa các bạn Terra nè, Ubi Terra Dota BNB Solana Ubi Near, và các bạn chậm chút xíu các bạn, Polygon Tron BNC Terra nè. Các bạn gì nhấp vào đây các bạn bắt up 12 chỗ vào mặt trên ví chút wallet các bạn tạo ví là cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè, rồi các bạn bấm vào một này nè bạn, Security nè, phải không ta? Các bạn bắt up đây, các bạn bấm vào một Enter Deepway nè các bạn. Rồi sau đó nó có một cái mã code gửi về email cho các bạn nha các bạn. Chương trình này góp này còn 3 ngày nữa kết thúc, giá khá là ngon các bạn. Rồi này, form mail này đó, các bạn copy cái này các bạn dán vô đây nè, tài ơi dán 3615 15 mà em tế. Rồi bạn bấm vào confirm nha bạn. Rồi sau đó nhiệm vụ đầu tiên bạn follow từ Twitter nè, nhấp vào đây follow nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi các bạn, vì mình đã theo dõi rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn điền lại username tờ Twitter của các bạn đã follow dán cộng winvnnh9. Rồi các bạn bấm em follow nè. Rồi tiếp tục follow tiếp theo nè. Rồi các bạn theo dõi nữa nè. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn đừng điền lại username tờ Twitter của các bạn cộng win VNN9 89. Rồi các bạn gửi cho nó nè. Sau đó cũng follow tờ Twitter tiếp theo nè. Rồi các bạn cũng theo dõi luôn nữa mà. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn điền lại username tờ Twitter các bạn đã follow tiếp tục cộng win VNN9 copy này nó cứ có còn follow nữa không. Rồi các bạn bấm follow nè. Tiếp tục follow tiếp theo nè. Rồi bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán username tại Twitter của các bạn tiếp tục nè. Theo dán nó không bạn ta không cho. Rồi bạn bấm em follow nè. Rồi tiếp tục bằng visit CoinMarketCap nè bạn. Trên visit CoinMarketCap bạn bấm vào một After Wallet nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi join kênh Telegram của nó nè. Rồi
Temuti, các bạn bấm Muti các bạn. Rồi các bạn điền lưu xin em Telegram tất cả các bạn. Mình nhấp ba cánh cùng vào setting copy username em mình cộng anh 4 số 3. Rồi bấm máy heo son channel. Rồi tiếp tục review Twitter nữa nè. Bấm vào đây review. Các bạn like nè. Các bạn tweet lại nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi submit username Telegram mình tiếp tục nè. Ê, Twitter mình chứ. Sorry các bạn nha. Làm bỏ nhiều dự án có gì sẽ xuất các bạn bỏ qua nha các bạn. Rồi subscribe kênh channel nè. Mình cũng không có thời gian luôn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Khi làm có thiếu sót thì các bạn tự thêm nha các bạn. Rồi interview username verify. Rồi cái mục tiếp theo thì nó kêu điền username kênh Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn nhấp vào anh avatar của mình Ngọc Anh MMO được các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Ngọc Anh MMO được các bạn. Rồi các bạn bấm vào ấy subscribe nè. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum nè. Được rồi. Vì các bạn mà nếu nó không hiện ra chữ follow của bạn, các bạn chờ chút xíu các bạn. Hết pin luôn. Rồi mình đã follow rồi các bạn, bạn nào chưa follow thì follow nha các bạn. Dự án Tesla này mình đã làm nhiều dáng lắm các bạn. Rồi các bạn xuống đây vô tay nè, 1-2 cái luôn đi các bạn. Rồi nó kêu mình điền lại username quá. Thì các bạn nhấp vào một gạch trắng đen nè các bạn. Các bạn nhấp avatar của mình nè, các bạn copy username mình chỗ này nha các bạn. Cái cộng. Rồi các bạn gỡ đây. Các bạn điền lại username minimum mình nè bạn. Rồi các bạn bấm vào ấy like comment nè. Rồi tiếp tục follow Winterram nè. Trên Instagram các bạn theo dõi các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Các bạn copy username mình nè, trên đây nè các bạn. Rồi các bạn trở về đây nè. Các bạn điền lại username vô đây các bạn. Các bạn thêm cộng đầu tiên các bạn. Rồi tiếp tục follow tại Twitter nữa nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn càng làm nhiều nhiệm vụ thì cơ hội các bạn thắng càng cao nha các bạn. Tiếp tục follow nữa nè. Mình theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow nữa. Ủa sao nhiều vậy ta? Chúc ai channel nữa. Bot tweet nữa. Thôi vậy những nhiệm vụ này cũng tương tự như thôi nha các bạn. Thì các bạn tự làm đi nha các bạn. Thôi lỡ làm hết cho các bạn luôn đi. Chị nhấp vào follow nè. Rồi bạn theo dõi nè. Follow tiếp tục nè. Follow muốn mệt ta. Theo dõi nè. Follow nè. Mình theo dõi nè. Dạng tự ra này quá tờ đối tác của nó hay sao. Theo dõi nè. Theo dõi cái trang cá nhân của mấy ông đó. Follow Instagram nè. Instagram nè. Trên Instagram bạn cũng theo dõi các bạn. Sau đó các bạn cũng nhấp vào avatar của mình nè. Copy username coi nó có yêu cầu username gì không. Trở về nè. Không yêu cầu thôi các bạn ơi. Chỉ follow thôi. Rồi trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi Tweetbot tại Twitter nè. Vào đây các bạn bấm đăng test cái nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi submit lên tweet này thì bằng mở Twitter của tất cả bạn ra nè. Hết chưa? Không biết Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình, nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn.
Rồi dán Google là tự viết đi nè. Rồi các bạn bấm đây nè. Rồi là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha. Chúc các bạn may mắn nha.